Em đánh chưa nha? Ok. 3, 4, 5. 3, 4, 5 mà. Có không? 6, 6, 7. Có 7 điên. Này 9. 9 à? Ờ 9. 10. 2. Quy tạ. 2. Quy tạ. Hết bài. Bài không có đồng người nào ảo à? Đây trời ơi. Ốc chơi xấu hình như là ốc chơi bẩn thì phải. Không, ốc chơi đúng rồi, ốc chia bài chuẩn luôn. Rõ ràng em chơi bẩn chứ cần gì chia bài, anh không có con đồng người nào. Ờ từ từ, hình như có ai đến á. Ờ, nghe thấy chuông cửa. Ờ. Ra 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 xem có ai đi ốc. Ok. Ôi xuống. Ô. Ông là ai đấy? Ta chính là hacker. Hôm nay ta đến đây vì Lê Quý Thành làm việc rất chăm chỉ. Ta có 2 phần quà tặng cho Lê Quý Thành. Ngươi là ai? À, hóa ra là nhận quà. Ok, thank you. Mà chắc ông là shipper thôi, ông chỉ đóng giả là anonymous đúng không? Tôi biết thừa. Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn. Lê Quý Thành ơi, ta có quà này. Ôi dồi ôi, không hiểu để tặng quà gì, tặng cho mình 2 cái thùng nặng quá. Ôi dồi ôi. Được hẳn 2 thùng quà. Và trên cái thùng này của mình nó còn có những hình nhân vật, những cái game mình chơi luôn. Wow. Trời ơi, chắc là do mình làm việc chăm chỉ, làm video chăm chỉ nên bây giờ mình mới có được nhiều quà như thế này. Ha ha. Mình phải làm video chăm chỉ hơn thôi. Nên là các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh, ủng hộ bên Thành làm thêm thật nhiều video mới nhá. Baby Thành, anh có quà nhưng anh lại không gọi em, anh định bóc một mình chứ gì? Tại vì anh chăm chỉ làm video mới có quà. Lười như em thì làm gì mà có quà được. Làm gì có chuyện em lười, em làm video cùng anh ngay. Em quay Minecraft và quay game nữa. Anh có quay một mình không? Ờ. Nên bây giờ em vẫn phải được quà chứ. Ờ, thế cũng đúng nhở các bạn nhở. Thôi được rồi, nhưng mà lần sau em phải chăm chỉ làm video hơn. Mà sao em đã chọn thùng quà của em rồi? Quà thùng to là của em rồi. Rồi, bây giờ anh sẽ mở cái thùng quà này. Và em sẽ mở cái thùng quà này đúng. Xem ai có đồ chơi ngầu hơn và đẹp hơn nha các bạn. Trên thùng của ốc thì có hình gì ốc? Thùng của em có những người bạn cầu phòng nè. Đây là blue, đây là orange, đây là green, còn đây là purple. À, còn hình của anh thì toàn là Final Freddy. Nhưng không biết ngoài Final Freddy còn có những người bạn khác hay những món đồ chơi của những cái game khác không? Vì anh quay rất là nhiều game mà đúng không? Ờ, chắc là trong này cũng không chỉ có những người bạn cầu vồng đâu. Chắc là có cả trà sữa đấy. Cả trà sữa. Tặng quà cho anh không bao giờ có trà sữa. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng bốc những cái món đồ chơi trong này solo ra nhá. Không nhỉ? Được. Nào, anh sẽ bốc con đầu tiên các bạn. Ngồi đi. Ok. Anh không ngồi đấy, anh đứng. Con gì đây anh ấy? Con này ở trong game đo. Đúng rồi, đây chính là con PC. PC các bạn có pss, ờ pss. Con này mà trời tối là nó dọa mình mất máu đó. Đúng rồi, nó sẽ à. Nếu mà mình không nhìn vào mặt nó ấy, thì là mình sẽ bị mất máu. Còn nếu mà mình nhìn vào mặt nó, nhìn vào mặt nó thì mình sẽ không sao. Đúng. Mình sẽ đối mặt nó và không sao. Còn nếu mà ốc quay mặt đi đi. Đấy, quay mặt đi là vỡ đầu luôn các bạn ạ. Được rồi, con đấy cũng to đấy. Quá được luôn. Em nhiều lắm đấy. Em nhiều lắm, em cho anh xem con. Ôi, sao nó bé hả anh? Con Blue. Blue bị ngu, đi chậm các bạn ạ. Thế mà kêu ngầu. Bị chậm nhưng mà nó vẫn đánh được, nó vẫn bắt được người chơi đấy. Cũng được, rồi đến con hai của anh. Có lại game đo, con này đánh cửa 50 nè. Đúng rồi, đây là con figure đúng không? Cái con này thì nó không có mắt nhưng mà nó nghe rất là thính. Khi mà nó nghe thì ốc di chuyển chân mạnh như này phát là nó sẽ là à đau quá. Cái này nó là răng thật đấy. Răng như này các bạn thấy răng không? Răng luôn. À, anh chỉ toàn quái vật đo thôi. Em có quái vật khác. Con Black các bạn ơi, con Black. Con này con Blue, này con Black. Black bố Blue. Hai con này giống nhau. Hai con này giống nhau chỉ khác mỗi màu thế mà cũng khoe. Nhìn anh cái này, làm một lần thôi đấy. Ơ, con Steve. Đúng rồi, Steve cầm cúp luôn. Trời, rất deep vào đồ đấy. Ai bảo anh có mũi đo, anh còn có cả Minecraft. Ờ, nãy giờ em toàn Rainbow Friend thôi. Em phải có con gì khác thôi.
Ô con Green này, Green tay dài nó cuồng, con này nó mù đấy các bạn, nhưng mà cuồng vào phát này đó. Thế là nói chung chết ngay. Ai xả Green thẻ lưỡi. Được chưa? Cái này nó còn có cái treo tí cho anh treo quần để đi chơi. Ôi sao? Đừng có tinh vi, cái này là quà của em mà. Rồi bây giờ mình sẽ quay ngược đây. Rồi. Xem đây. Ôi chó sói. Đây là bạn chó sói ở trong Minecraft các bạn ạ. Đấy. À thế chắc bạn Steve này thuần phục bạn chó sói thành chó của bạn Steve. Đúng rồi, sau đó Steve cùng chó sói đi săn. Đúng. Săn hết bọn Blue và Green của nhà ốc. Và đến lượt ốc nha. Ốc bốc ra cho em xem nha. Rồi, con này là con Brown, không phải là con Orange các bạn ạ. Nó là con Brown thôi, con Brown là con màu nâu á. Ơ, sao nó giống con Orange này? Không biết nữa. Ơ, Fakia, Orange Fakia. Con màu nâu. Bên thùng của ốc dở hơn thùng của anh Nguyễn Thành rồi, nhìn này. Ơ, Creeper Mini này các bạn ơi. Ủa, xinh quá. Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra. Nhìn thế này. Quá là xinh luôn các bạn ạ. Đấy, ốc làm gì có con nào xinh như này. Nhìn trông quái vật không này. Xinh như minh tinh. Đấy. Thôi đi. Con đấy bé thôi. Còn đây là lại là Blue nữa. Blue đậm, Blue nhạt à. Ôi giời ơi. Nhà ốc toàn Blue các bạn. Ê, toàn một đồ làm sao ngọc anh Quyết Thành. Con xích các bạn ạ. Con xích. Con này có một mắt này, nó đuổi mình và mình làm sao chạy nhanh ở trong game to đấy. Nếu mình không chạy nhanh, mình vượt chướng ngại vật thì nó sẽ bắt được em. Khổ luôn. Anh ngầu rồi, sao em toàn game Rainbow Friend. Ôi Purple này là Purple toàn thân, nó không ở trong cái ống cống đâu. Nên là người nó như thế này á. Ờ, đây là cái mắt nó trên đỉnh đầu các bạn ạ. Ôi trời. Nó sẽ đi như này. Đúng rồi, nó đi như thế. Em còn gì đâu không? Anh hết rồi ạ. Ô, con này Six. Tưởng không biết. Trong ngay Little Nightmare. Đúng rồi, cơn ác mộng. Bé nhỏ. Đội mũ luôn. Bạn của Mono. Bạn của Mono. Ồ, Xích dễ thương quá à. Các bạn mỗi tội là có áo không có quần. Thật em chứ. Rồi. Ô, cái gì đấy? Uchika đúng không? Uchika đâu, đây là màu vàng là Yellow. Chính xác, Yellow. Còn đây là Pink. Pink trông như cái gì ấy? Như con tinh tinh. Trông như kiểu con tôm, hai mắt như con tôm các bạn ạ. Ôi, hóa ra thùng này toàn là những người bạn cầu vồng à. Anh chưa hết đâu, ốc hết rồi à? Chưa hết. Bây giờ thì anh có rất nhiều những người bạn bé nhỏ luôn. Ôi, nhưng mà của em chẳng có Lego. Em có mấu bông rồi thì có Lego. Có tuổi ngang con. Mày tuổi gì? Tuổi con ngang con. Đây, ví dụ như con này là con gì? Con Foxy. Đúng rồi, chính là con cáo đấy, con cáo biết hát. Đúng, bọn này là ban nhạc mà. Đây là Freddy biết hát. Đây có một Freddy khác nhưng mà có vẻ là con này nó nhạt hơn các bạn, nó đẹp hơn đấy. Đúng rồi, cái con nâu này nó nâu quá. Con này giống ốc quá, nâu xì. Giống anh ấy. Ui, có cả Minecraft này, Steve. Steve mặc giáp kim cương luôn. Wow, siêu đỉnh. Còn đây, gì nữa không? Đây, có thỏ Bonnie. Chính là chú thỏ Bonnie cầm đàn hát. Nhưng mà con này trong game nó màu khác mà nhở? Màu này mà. Màu này hả? Đây, còn có cả màu này nữa nè. Đúng rồi. Con này thì nó không có cái mic các bạn ạ. Chắc là con màu xanh nó cướp mất cái đàn chứ không cướp mất cái mic. Anh chả biết gì cả, chỉ có Freddy mới có mic thôi. Biết đâu con này nó chuyển từ đánh đàn nó đi hát thì làm sao đúng không? Không đâu. Chica cầm cupcake các bạn ơi. Cầm hẳn cái bánh cupcake thật luôn này. Nó là con gà đó. Wow, ông nhận ra không? Cậu bé bóng bay. Đúng rồi, Balloon Boy. Đúng rồi. Ui, con này bọn mình làm bảo vệ nhà rồi. Và nó rất ghê luôn. Và mình còn chơi tựa game Final Fantasy ZR đúng không? Nó cũng con này là trong game đấy nó ngủ. Đúng không? Xong rồi nó bắt đầu nó mới mình mà không nhìn
nhìn vào nó là nó thức dậy nó ăn thịt mình. Nhưng nếu mình nhìn vào là nó lại ngủ tiếp. Đấy, sợ nhỉ. Đúng rồi. Lại một Bonnie nữa. Lại một Chica nữa. Lại một... cái Freddy này là Freddy kiểu gì mà lại cầm mic à? Con này là con gì á? Quên mất tên. Con này là con nhỏ nhỏ tí hon á. Các bạn có nhớ con này con gì không? Nó là con nhỏ nhỏ mà trên thùng anh có tên hình nó đấy. Không biết, kệ nó đi. Đây là con ca sĩ tiếp đấy. Con này ca sĩ tiếp này. Ca sĩ này là ca sĩ Baby nha các bạn. Baby đúng rồi. Em bé Baby. Còn đây, con này nhìn rất quen. Con này trong game Final Fantasy mà nó là cái bọn mà robot tự động đúng không? Nó chính là con Endo đó. Endo là con gì thế? Nó là con người máy, nó còn trơ trơ ra, nó không, không hoàn thiện. Các bạn có thấy là xương thứ này ốc trông giống con này các bạn ạ. Đúng như con này các bạn đấy. Anh đưa thành cái giống hôm nay mặc cái áo màu đen và pha màu xám giống hệt nó. Anh làm gì giống con này, chỉ có ốc thôi. Đây đây, lại gần cho các bạn xem luôn nha. Ốc, chính ốc là con này nha các bạn. Này, chính là cái con này. Ốc, ốc. Có gì mà phải buồn hả ốc? Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi. Nhiều quà hơn ốc rồi, thùng bé hơn mà lại được nhiều quà hơn. Ai mượn em chọn thùng to? Thùng to chưa có gì là bất ngờ đấy. Thùng bé của anh nhìn đâu? Một bốc Lego Final Fantasy đi. Rất nhiều món đồ chơi khác như gấu bông ở trong đo này, Minecraft này, thậm chí còn có cả cái gì nhỉ? Little Nightmare. Của ốc toàn quê. Rainbow Friend thôi. Quê. Chẳng thế. Không biết có lần được tặng quà nữa không nhỉ? Không biết, nhưng mà anh sẽ mang cái đống này ra cửa hàng bán. Nếu bạn nào mua thì có thể liên hệ vào page của anh Bi Quy Thành nhá. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn tạm biệt các bạn ạ. Thôi bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn như lần sau. Chứ bây giờ anh nhiều gấu bông quá, anh phải đi mang bán cho các bạn thôi. Ai mua gấu bông đi? Gấu bông từ shop Bi Quy Thành đây. Đây đây. Alo. Thôi, anh sẽ mang về cất. Anh không bán nữa, anh quyết định rồi. Anh sẽ mang ở đây của đây của ốc, đây của anh. Ôi bye bye các bạn nha, anh phải đi cất gấu bông của anh đi, không là ông mang ra cửa hàng bán thật đấy, anh trêu thôi, không có bán đâu.